đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ gầy choáng khi bị hơn 20 mối tình chủ động chia tay. Lâm Khánh Chi tham gia showbiz đã hơn 20 năm và những năm gần đây khán giả chú ý đến cô nhiều hơn bởi câu chuyện người đẹp chuyển giới và lập gia đình với chồng kém tuổi. Sau bao sóng gió thì cô cũng đã thực hiện điều mong muốn của đời mình và trở nên nữ tính, có chồng và được làm mẹ. Tưởng chừng bà mẹ một con may mắn khi được sống thật với giới tính, có được những ngày hạnh phúc. Nhưng ít ai biết rằng Lâm Khánh Chi từng phải đau khổ rất nhiều trong chuyện tình cảm trước khi kết hôn. Mới đây nhất trong một sự kiện tham gia cùng nhiều nghệ sĩ, thì Lâm Khánh Chi đã lần đầu tiết lộ câu chuyện ngàn trái ở quá khứ. Cô cho hay trước khi hạnh phúc thì Khánh Chi đã đau khổ rất nhiều. Tôi yêu 20 mấy người lận, mà 20 mấy người đó toàn bỏ mình không à. Kết thúc không phải là chấm hết, mà kết thúc là để bắt đầu một tình yêu mới, anh có hiểu không? Là câu nói mà cô thường nhắn nhủ sau khi tan vỡ với bạn trai. Chuyện tình yêu của người chuyển giới không hề dễ dàng, bởi lẽ chẳng phải ai cũng dễ dàng chấp nhận tiến xa với một người trong cộng đồng LGBT. Tan vỡ với nhiều người nhưng trong số đó cô vẫn còn giữ liên lạc với mối tình đầu. Hiện nay người đó đang sống ở Mỹ. Trong sự kiện tổ chức đám cưới cho 10 cặp đôi LGBT thì khán giả bất ngờ khi thấy cô là người thực hiện nghi lễ quan trọng cho người yêu cũ và bạn trai của anh ta. Cô luôn cảm thấy may mắn khi nhận được sự yêu thương, che chở, thấu hiểu từ chồng cũng như ba mẹ anh. Họ luôn xem Lâm Khánh Chi như con gái trong gia đình, không có sự phân biệt. Đây là sự bù đắp cho những tổn thương mà cô phải trải qua ở nhiều năm trước. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.